mô hình trồng rau má trên diện tích đất trống xung quanh nhà, đất dường tạp cải tạo dài trên nền đất ruộng, được nông dân các xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông của huyện Phước Long phát triển mạnh trong khoảng 3 năm trở lại đây. Rau má là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, là loại cây lưu gốc, trồng một lần thu hoạch được quanh năm, dòng quay ngắn, đầu ra tương đối ổn định, chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận kinh tế khá cao. Trung bình 1.000 m2 chi phí khoảng 5,5 triệu đồng một vụ. Sau khoảng 20 đến 25 ngày trồng rau má sẽ cho thu hoạch một đợt năng suất đạt khoảng 1 tấn. Nếu giá bình quân 10.000 đồng một ký, nông dân thu hoạch trừ các khoản chi phí đầu tư lợi nhuận đạt khoảng 4 500 000 đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây, lượng rau má cung cấp ra thị trường bị rớt giá, hiện tại chỉ còn khoảng từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký, trong khi chi phí đầu tư cho mỗi ký rau má khoảng 6.000 đồng. Với tình hình rau má rớt giá như hiện nay, người trồng rau má ở huyện Phước Long đang gặp rất nhiều khó khăn.